ngày xưa trinh sát mà không biết mà không có nghề nào chứ, chỉ có vỏ bảy chỗ à, bảy chỗ phải không? À, nhưng mà anh phải hỏi vậy nè, hỏi cũng muốn kiếm bà không đó, muốn kiếm bà gì hú hí không đó vậy. Bữa giờ chú ra đường chú có để ý được bà nào chưa hả, có đi có nhắm được bà nào chưa? Chưa hả? Chào cả nhà, chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Thưa quý vị, hôm nay Xuân Dũng cùng với một số anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ghé xuống Bến Tre để thăm chú mấy anh. Hôm nay đến thăm động viên chú và có một chút quà nhỏ nhỏ, những giỏ hoa, những thùng nước, những hộp nước yến. Đặc biệt hôm nay thì có vợ chồng của chị Khoa An Toàn ở thành phố Bến Tre gửi về cho chú Men 10 kg gà, một thùng mì tôm. Như những cái video trước mà Dũng đã đưa lên thì mọi người đã biết thì Dũng đã trích từ cái tiền thu nhập từ YouTube của mình gửi cho cô Nhiệm để làm cái bồn hoa mà Dũng đặt cái tên đó là bồn hoa nhân ái. Thì hôm nay thì đó, anh chị xuống chơi, anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh xuống chơi cũng ghé mua được mấy chậu hoa để vào tặng cho chú mấy anh, những cái hoa hồng leo này rất là đẹp. Thử này biết rồi. Trời vậy mà danh. Được biết gia đình của anh chị ở đây là sau khi xem những cái clip của mình thì trong những nhân vật mà anh chị cảm mến nhất đó là chú Men. Và hôm nay anh chị muốn trực tiếp xuống thăm chú Men để động viên, an ủi, chia sẻ. Cái này còn chưa làm được nữa nè. Chào cô Nhiệm. Dạ. Làm gì mà thấy bối rối thế? Chào con. Đi học về đây hả? Dạ. À, chúng em. Chào chú. Dạ. Thôi đi thẳng ra ngoài sau luôn. Thẳng ra ngoài chú mấy em chơi luôn. Dạ. Cái mình cứ đưa quà ra cho chú mừng. Đường đan mới làm đấy, ok rồi. Dời luôn cái nhà tắm đi qua bên đây. Đây là nhà tắm chứ không phải nhà vệ sinh đâu nha cả nhà. Trước đây là nhiều người cứ xem cứ tưởng là đây là cái nhà vệ sinh đó. Hôm nay cho mọi người là xem nguyên bản của cái chỗ này nè. Chị Hai bước lên cho em cái đó. Chỗ này là cái nhà tắm chứ không phải nhà vệ sinh.
bao nhiêu lần. Ồ, hôm nay cái dây điện để thấp quá ta. Dây điện mà để gì? Này cột cao lên chút xíu. Đúng rồi. Gật. Hello chú Ben. Ra đây chú, ra đây. Bước xuống này, rồi, chú bước xuống này, ra đây với con nè. Đúng rồi, ra đây. Đúng rồi, đó, những bước chân dõng dạc đó chú. Đó, đi rất là vững chắc. Rồi, đưa tay chào ấy coi chú Ben. Chào mọi người coi. Cười rất là hiền luôn. Thầy Quý quân đội hả? Lâu ngày thì không xuống thăm chú có nhớ không? Nhớ. Rồi, chào chú mấy anh. Khỏe chú mấy anh. Cơm nước gì chưa? Cơm rồi, trưa ăn cơm chưa? 10 giờ rồi, 9 giờ, 10 giờ rồi. Ăn cơm rồi. Rồi hôm nay chú thấy khỏe không? Nay khỏe rồi, nay ngon lành rồi. Ồ, dao cầu râu đâu rồi ông cào? Chú mấy em ơi, lấy dao cầu râu ra cào cho chú luôn nè. Ồ, râu ria có nhiều quá trời luôn, anh thì nhất nó dính hả? À, râu quá trời luôn rồi nè. Dạ. Dạ. Wow. Gạo mì tôm của vợ chồng Khoa Toàn, anh Khoa, chị Khoa, anh Toàn. Ủa sao cái này để lịch lịch vậy cơ? Này gấu bông nè. Ủa gấu bông ai tặng chú hả? Ai tặng gấu bông hả? Ai tặng chú con gấu bông vậy hả? Cười. Đứa nào tặng? Cô Dũng. Cô Dũng. Mặc áo lam vô cho nó ấy. Thôi chú ngồi chú. Vô ngồi đi, thôi ngồi ngoài này cho thoáng nè. Ngồi ngoài này chú Ba chú Minh. Lấy ghế cho chú ngồi ngoài này. Không là ngồi để xuống dưới đất cũng được nữa. Ngồi này cho chú. Ngồi để xuống dưới đất đi. Chú. Ngồi xuống, ngồi để xuống dưới này luôn. Sợ ông ngồi, ông lên coi chú. Hả? Ngồi xuống chơi, dạ. Đá banh được chưa chú? Đá banh được chưa? Hả? Nay khỏe nhiều không? Chú khỏe nhiều không? Nay khỏe nhiều lắm mà. Sao chú không cắt bớt móng tay đi? Chú cắt bớt móng tay để nó đóng. Cậu râu nữa ha, lát cậu râu luôn ha. Sáng tôi nói ảnh đi cắt cỏ về hả? Cạo rồi tắm luôn. Nè. Đây là bồn hoa. Bồn hoa này giờ ủa hơi nhỏ có gì không? À, có nhiễm vậy đó. Nhỏ quá à. Lấy bữa... này chú có tứ không? Có tứ hả? Bữa con nói có nhiễm là làm trong rồng nó chút xíu à. Này chú ăn cơm. Dạ. Nối thêm đi có nhiễm ấy. Rằng nó gấp đôi cái bồn này, thêm chừng này nữa. Dạ. Xây thêm giấy gạch ra ngoài đó rồi nối bằng, tức là rồng bằng hai cái này. Dạ. Từ từ ai cứ đó, hôm nay anh chị đến thăm là tặng nhiêu đây rồi đó, mai mốt nữa người khác tới thăm tặng nữa đó luôn hả? Vậy là ngon lắm rồi. Sáng đi nó đang nhức miệng rồi tự tắm rồi. Nhớ đây chị bà, ra là thấy có khi thì nằm không có dậy, còn khi thì thấy sụt là đánh răng hỏi hai làm gì á.
Hôm bữa em tới em quay một cái clip về cái chú đánh răng đó. À, đánh răng ngon lành luôn mà đánh đánh nhiều quá ói luôn. Đánh sâu quá hả? Đánh nhiệt tình quá đánh cho ngon. Thưa sự lâu quá chú quên. Rồi nhưng mà chú đâu quên, đánh răng ngon lành lắm, đánh quay đi quay lại đủ hết luôn. Đó. Nãy đem cơm cái hỏi cái giò anh vậy có làm sao anh có không cũng trả lời vậy nha nè yeah. Không có gì hết á nè yeah. Không có gì hết á cũng lấy tay chỉ vậy nè yeah. Hỏi cái giò anh có làm sao không hay anh là không yeah. Cũng trả lời đen đen là tại vì nó chết da chết da đó chết da luôn chết bào ngày xưa là ngày xưa là nó ra giò luôn ừ. Nhà dồi luôn á, có bà thuốc sức á. Ủa, hồi xưa là ra dồi luôn á, bây giờ vậy là thấy rồi, nhìn ngon rồi. Nhưng mà bây giờ cắt tóc, cạo râu, cắt ngón tay, để sạch sẽ. Tóc thì mới cắt nhưng mà râu để dài quá. Cái bùng dào này sao chú, hả? Bùng xẹp chưa? Ờ, ngon rồi, đúng rồi. Bùng xẹp đó, trước đây là cái bùng nó hơi bự ra, bây giờ như vậy là ok rồi nè. Xẹp nó mềm. Xẹp đó nè, à. Đâu quay kìa. Là cái da thể hiện rồi. Ừ. Giờ đi học võ không chú mấy anh? Học võ không? Một con tốt á. Hay là cho chú. Giờ giờ sao chú có chịu kiếm bà về ngủ cho vui không? Sáng ngủ, chú á, sáng ngủ dậy cái đánh răng chung rồi vậy đó. Tay chú bị sao đây vậy trời? Nó bị ghẻ hả? Nằm nghiêng quá. Nằm nghiêng riết không bên á. Ừ. Kêu ông á, dài vô mấy con gấu ôm đừng ngầm con mé vậy kia. Nó bữa nó sụi tay cái gì đó, không ai đút. Tối chú có coi tivi không? Cũng sợ. Mở tivi coi hả? Thường thường chú coi tivi là coi chương trình gì? Hả? Coi phim hả? À. Phim tình cảm hả? Phim hành động chú? Tình cảm? Nó to lên chú khỏe mà sao hôm nay chú nói nhỏ. Nó lớn hết sức, chú thử coi cái giọng chú to chừng nào. Kêu Nhiệm ơi, kêu Nhiệm ơi, Dũng ơi, chú kêu to lên cháu nghe coi. Nhiệm ơi, Dũng ơi. À, đó, Nhiệm ơi, Dũng ơi, đó, nó to chứ. Tại, rồi, lắm luôn. Chưa, chú chưa có, chưa ai tiếp xúc nói chuyện này, chú nói chuyện nhiều. Đó, mai một đi uống cà phê nữa. Cà phê ngắm gái đẹp á. Uống phải đá hả? Phải quên mua ghé mua đi rồi phải đá. À, đúng, đây có. Bữa có cái cà phê của cái đợt đưa xuống cà phê ở bên bên Mỹ Canada gửi về đó. Cà phê đó gì quên đấy. Cà phê cacao. Cacao, còn này cà phê Sài Gòn. Mai mốt là hôm nay thì con xuống hơi ấy nhưng mà mai mốt con xuống là con muốn đưa chú đi đi thăm một người. Đi được chịu không? Chịu không? không phải đi thăm mấy nhỏ bán quán đâu, không phải nhỏ cà phê bán quán bày bày vậy đâu. Đi thăm chú Lọt. Biết chú Lọt không? Chú Minh biết chú Lọt không? Hả? Không biết hả? À, chú nói to lên chứ chú nói nhỏ quá. Không biết, đúng là không biết thiệt. Hôm nay tụi em xuống nước mua bánh quà tại thăm chú Minh Anh. Sau đó cũng gửi kiểu để có thêm đồ ăn hay gì á để cho chú thêm bữa ăn đầy đặn hơn. Vậy cảm ơn. Dạ không có gì thì cũng phải cũng fan bên Dũng thì cũng có xuống đây hai bữa rồi thì có đi công việc thì bây giờ tiện đường thì ghé qua thăm. Trước thì thăm chú anh, sau cũng thăm anh chị. Những gia đình có ba khách. Dạ. Đây cũng trong nhà không? Dạ. Nhà. Dạ. Có gửi hai lóc nước yến cho chú Minh nữa. Dạ. Dạ. Ở đây nè cô Nhiệm nè, anh chị có gửi thêm hai lóc nước yến rồi còn cái mì tôm với gạo này là của vợ chồng của chị anh Toàn chị Khoa ở thành phố Bến Tre nhà gửi cái này. Còn mấy anh chị đây được gửi nước yến. Dạ. Dạ rồi. Dạ, này chú uống. Ừ, anh chị còn mua thêm hoa này ngoài nữa ta. Đó, để nè. Hôm nay có anh Hải đến tặng chú Men mấy cái chậu hoa ngoài chú thích không? Thích không? Chú biết hoa gì không? Chút nữa rồi cho. Cái hoa này chú biết hoa gì không? Cái hoa màu đỏ đỏ đó. Không biết hả? Ủa cái bữa cái bồ dao có râu đấy nè. Đây. À đó hả? Đấy. Đấy. À cắt bớt chứ sợ cạo nó không vô trong lưỡi. Dạ.
Chút nữa chú cho chú xem lại cho kỹ rồi chú nói hoa gì. Hoa này ngày xưa chú tặng ghê dữ lắm rồi. Cái hoa gì? Hoa gì đỏ đỏ bà tặng á. Tặng bạn gái là hoa gì? Hoa thể hiện tình yêu á. Hoa gì? Chú mày chú coi cho kỹ rồi chú nãy còn cái hoa đó thì cháu còn không biết tên nữa. Mua không biết hoa gì, còn cái hoa này cháu biết nè. Đó, cái xong rồi đẹp trai hơn nữa. Đẹp trai hơn chú mấy em luôn. Cắt xong cà rô xong là trẻ hơn á. Rồi cô Nhiệm rồi hôm bữa con nhờ cô Nhiệm mua với xây này là mua gạch với xây với đợt là hết bao nhiêu tiền? Cũng 400 mấy, 489 vậy. Vậy hả? Là gạch với xi măng. Với xi măng. Rồi tiền công? Tiền công ngày. Ngày. Ngày 250. Rồi là 750. Cho đây 400 mấy cho 500, 500 với 250 nữa. 750. Rồi. Rồi để con gửi tiền lại cho cô Nhiệm. Dạ. Cái này là mới cán luôn hả? Mới cái đó là có tra cấu rồi. Dạ. Tính là nửa cái phần á. Trước cho cái bắp nó hợp cái bắp. Khéo vô thịt ơi, thôi để con làm cho chú thấy không? Làm rồi bấm vô thịt rồi đâu rồi. Gặp cha ông trưởng. Mắt anh cũng hay ấy. Đúng rồi, mắt chú mấy em hơi dạ, có chừng cách sát rồi. Ông cũng sát sát vừa thôi. Chích với mình cây cối. Bấm cho em cây cối. Thôi, thôi, cứ cầm người cầm nha. Để đến làm như chú này. Rồi chú uống cái đường bấm. Dũng thì thấy rõ rồi. Dũng thì mắt còn tráng còn tốt. Nhưng mà trời ơi. Để nó đất nó vô thì quá trời luôn nè. Bộ tính lấy đất làm trầm bồ bông hay gì mà. Cái này á mấy người fan xem á cứ kêu Dũng nó phải ngâm. Đúng rồi, ngâm nước, ngâm mềm móng. Ngâm cho mềm á, mấy nước nóng á. Móng mà lơ mơ gãi kìm á. Không thì cái là ông chú Lộc á. Chú Lộc nó cho cắt ra mà. Chắc hôm nào qua cho uống thuốc ngủ quá. Chắc vậy không vậy nữa. Không bệnh cũng nặng dữ. Dạ. Chú mê có coi hả? Sao biết? Sao biết ông nặng dữ? Không có, vậy nghe nói rồi. À, ý nói vậy là biết phải không? Kiểu như cái này là phê bình cô Nhiệm nha. Cái nào khen này khen, nhưng mà cái này là phê bình nha. Nè, cô để quá lâu rồi, không để cắt cho chú nè. Có nói thiệt nè. Nào. Ồ, đất nó dính luôn. Cửa như chú là tuần nó cắt lên rồi. Năm cũ mà sắp nó đau. Đau không? Không đau hả? Dạ. Con này con cắt sáng sạc luôn nè. Chú thử cắt được không? Không được hả? Chú không biết cắt hay là chú không biết cắt hay làm sao mà không cắt được. Dễ mà. Lát nữa chú cầm cái tay đó chú quen phần tay trái tay phải. Tay phải không? Là chú mấy em cắt xong chưa chú mấy em? Ôi chú mấy em không dám cắt. Chú mấy em không dám cắt cho nên chú cắt xa 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 cái sự phẫu thuật.
chú lấy chú bấm bình thường nè, đó đưa cái này vô, đưa vô rồi chú biết, từ chú làm rồi chú biết là có đau hay không, chú bỏ qua đây chú bấm thôi, rồi chú men xong chú men, rồi để chú men chú làm coi, sau này để cho chú một cái chú tự bấm đi. Mấy cái này làm từ chú có thể tự làm được mà, rồi xong rồi chú men để cho con mời chú em, rồi này này chú tự làm này, đó, lấy cái nào làm cho em coi, rồi cái đó, rồi chú tự bấm thôi, từ từ nhá, con nhá. Đúng rồi, để từ từ, đút vô từ từ thôi, đặt vô từ từ, đúng cái móng tay đã rồi mới bấm. Cái đó thì nó bự quá, năng lực của mình quá thôi, chú làm cái này nè. Rồi, điều khiển tay từ từ thôi, đang run. Từ từ. Cho chừng bấm thật á, bấm thật. Bấm vô chết được. Chứ được. Không được. Không làm được đâu. Bấm thật á. Nhưng mà phải tập. Không làm được phải cố gắng tập chứ mà đúng cái rồi. Này luyện được cái này là sẽ hết tay hết run này. Cái bình tĩnh mà chú luyện cái nào chú làm được, cứ làm được, hôm nay chấp nhận chảy máu luôn. Chấp nhận chảy máu. Rồi, bấm. Cái luyện cái tay được đó. Rồi. Bấm cái này, nắm này, chú phải canh tay chú đâu mình run dữ lắm. Cho nên mà về là chú đâu có khỏe. Như cha bồ chứ. Như là đã đâu đó là khỏe. Khỏe là phải bấm cái này là phải. Hay là chú run? Hồi hộp á? Hả? Không bấm, tập bấm cho quen. Giống như hôm bữa con kê chú lại phải ra tưới hoa xịt bông để cho tay nó vận động vô chứ không phải là ngồi chỗ vậy để tay nó có ấy. Chú có xịt không? Có hả? Chú này chú làm ấy à? Chú này chú làm lại tưới hoa lại cho em coi nha. Thở dữ vậy. Làm nhiều mà thở như mới chạy thể dục về vậy. Hồi hộp à? Hả? Lại mấy chị này tới đấy chú lâu lâu chú thấy mấy chị này chú hồi hộp phải không? Hả? Phải không? Đấy, bây giờ là cô nhìn sao đó mà giúp chủ nó phải từ vận động từ... Cái này nữa sao cắt nha, em nó đi làm cắt kẹn mấy cái này. Làm dễ hả? Đi làm đó hả? Đúng. Đây, cái này á là có... Dễ bấm đúng ra là có cái kềm á. Không, cái này đi làm cắt mà để anh làm. Cắt ruồng đài và ông bảy chết. Đúng rồi, lưỡi lam cắt tay đó. Để anh đi làm thời gian lâu cũng ra. Nước nó ngập lên đây luôn anh. Nó tàn, nó ngập. Mấy bữa cái ngập lên. Vô thêm nào không? Vô thêm nữa. Tôi bữa vô trong nhà luôn á. Đi cái lỗ ngoài nãy đi á. Tên nó ẩm đi nữa, nó không làm. Cái đê nha vậy. Làm đó đây chứ đợi tôi không làm. Nước này là thủy triều lên xuống. Nói chung là giảm hết nhà. Cổng này nhập tráng qua, cổng này lên. Có nhiệm kiếm cho con trái chanh của nhiệm. Có không? Chanh tắc gì đó. Chứ mới trà cho nó sạch sẽ chỗ này. Một cái để trà với tay với chân luôn. Chà, mai mốt này ông lọc mà được cắt như vậy nữa là khỏe. Ông chú lọc mà ông có cho chiều cắt là bắt đầu tiến triển mới được. Ú, còn dài lắm. Chú mê em dám cắt. Ngày xưa tay với chân của chú mới hôm bữa về đây quay rồi tay nó dài nó vuốt cũng như nữa.
tay chỗ đang run 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 hả? Chân mừng cái kia cái chân cái này nó bự quá, móng tay nó dằn quá. Mấy quỳ vừa trái tiếp đi. Một tháng mình bán được bao nhiêu tiền chưa? Có cái thằng ngoài lộ nó vô tới sân. À nó vô tới nó bẻ luôn rồi nó chở luôn. Không mình bẻ cái đợt đem xe vô nó chở luôn. Anh bán tại đây dưỡng nước chị như mình bán được nhiêu trái hả? Gồm cái đó luôn. 10, 12. Cha, cha thấy. Cha chú cầm cha đi. Là 40 mấy. Bỏ mấy tay ngón tay vô ngoáy vô rồi. Đúng rồi cha đi. Tháng vừa rồi là coi như có 3 bãi. Chú em nè. Cha đại. Cha đại. Đúng rồi chú phải làm đi. 37 ngàn. Đúng rồi. Đã xong. Rồi qua ngón khác. Đúng rồi. Trà qua trà lại. Đúng rồi. Chú chọc vô chú ngoáy gì cũng được nữa. Chú ngoáy. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Ngón kia. Rồi ngón kia. Mình phải bẻ gom ra sang đó thôi. Muốn bẻ. Nếu muốn bẻ người ta ăn hết luôn. Đúng rồi. Muốn bẻ cái 5 ngàn chục. Thì còn cũng qua 2 ngàn. Còn 3 ngàn. Nó dễ bẻ cái 5 ngàn chục rẻ á. Tại vì leo nhiều khi cây lên chục trái như vậy. Chứ còn phóng đây cảnh tụ xuống đây có mấy người. Không nó bẻ cái bằng cái thang. Bắt thang lên để ăn. Mà vừa xiêm thì nó tối đa là chục mét đấu lại à. Nhưng mà cái vừa này ta, anh bán vừa ta hả? Ta này mình học. Ta này có xào thì sao? Anh đứng dưới anh. Có xào. Vừa ta với vừa xin vừa thả. Rồi cô hiện giờ thì đỡ đỡ. Không phải cái vũ nước đó. Vũ nước là cái nhỏ, vừa xin với người ta. Đó bắt đầu tháng này trở lên thì giá Mỹ nâng lên từ. Chứ còn tháng 10 thì chết luôn. Tháng 10 thì khi 4-5 tháng nó không đốm nó bỏ cô luôn. Bị ăn không nổi á. Bị nhũn. Rồi. Đây còn món chay chanh nữa. Chanh. Rửa tay đi, rửa tay. Rửa tay đã, rồi. Cho mảnh, đây cho mảnh. Đây, bỏ bà rồi. Bỏ làm nhiều rồi. Rồi, tại con không... Chưa nè. Mấy cái áo này. Lát nữa anh Hải vô hỏi gì coi chú đọc mấy cái này nè đó. Cái này, mấy hình xăm này nè, đặc biệt nè. Hồi nãy hỏi là chú không kiếm bà nào không, chưa trả lời. Chưa trả lời. Chưa trả lời. Làm ai á? Hỏi coi, hỏi lại muốn không? Anh hỏi coi. Hải xách không? Cái móng à, móng nó cô cái gì vô nó cái móng á. Xách cái bông hồng không thấy không anh được. Anh mới anh. Ở đây có hai bằng đàn bà giá đó, anh muốn bà nào? Có cái bà ngoài này không? Đó, đẹp đẹp vậy. Đàn bà giá đó. Muốn bà nào? Em chỉ ra một là bà này, hai bà này, vậy muốn bà nào? Nãy giờ có ngồi nhìn chưa? À, chị hai năm nay là 56 hả? 56. Chú mấy năm nay nhiêu? 56. 56 tuổi hả? Làm cháu hơn tuổi. Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn luôn á. Người bà này cũng thành luôn. Đẹp rồi, ông tay đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Tốt lên là hoàng kiếm bà nào chứ về đang tâm sự hữu hỷ chứ. Sao giờ có chú mà anh có muốn kiếm bà không bà không? Muốn không? Có thiệt. Cái này là bà thiệt. Muốn không? Muốn rồi kìa. Đây, để vợ vô đây rửa luôn. Cái nút ruồi mà có cái này là ngon lắm nè, đáng này làm quan đó nè ha chú Ben, đúng không? Cười. Bây giờ cũng như làm quan rồi, nhiều người quan tâm. Trời ơi, giờ mà như hoàng thượng rồi đó. Bây giờ có ai mà được em dâu chăm sóc cho như vậy, chỉ có chú Ben thôi chứ ai. Đây, em dâu người ta bây giờ đâu bưng ăn rồi đâu có rửa cho chú Ben gì đâu. Để có chú Ben mà được em dâu vậy như quan rồi. Chú Ben. Bữa nghe nói coi trong clip nói vô chú Ben có mấy cái hình xăm nè. Chữ, mấy cái chữ nè. Bây giờ chú anh đọc lại cho con coi con biết mấy chữ này để, mà chú xăm nè. Chú bảo cái này ra nè. Khoan, từ từ chú đọc to lên.
Kiếp lính cô đơn. Kiếp gì? Đọc đó lại. Kiếp lính cô đơn. Kiếp. À. Chị ca là kiếp lính cô đơn. À, rồi. Rồi, tiếp. Kỷ niệm chiến trường Campuchia. À. Kỷ niệm chiến trường Campuchia. Rồi. Rồi dưới nữa. Tuổi thơ lưu lạc. Tuổi thơ lưu lạc. À. Rồi ba chấm lần sau nữa. Mai anh chết ai là người xây nó mộ. Mai anh chết ai là người xây nó mộ. Còn dưới này xây nó mộ đó. Còn cái này cái mấy cái mộ hả? Quan tài hả? Vậy là A B C D này là đúng là phải. Người ta khiêng đúng không? Đây cái chân quan tài. Chân ghế, chân ngựa, chân hai ngựa kê. Rồi, đúng không? Ba cái ly nhang. Ba cái cây. Đen cây hả? Ờ, đen cây trước, cái sau, giữa cái sau cái nè. Ừ. Nay cường té rét luôn. Này ngon lành quá trời luôn à. Nhớ bữa trước này là gì chú mấy anh? Này là gì? Hai cây kiếm. Hai cây kiếm hả? Thần đau rồi. À, cho con mượn cái ngòi bút với cái tờ giấy này, cho chú viết cái thứ bây giờ chú viết này viết cho mọi người xem lại nè. Bây giờ chú viết cái coi chuẩn nè. Cái viết cái từ. Rồi bây giờ chú mới anh viết lại cho nè. Bây giờ họ tên nè, ngày tháng năm sinh nè, nhập ngũ năm nào nè. Đó, chú tự ghi cho mọi người. Họ tên chú. Ở trên là họ tên chú nè. Họ tên đây. Wow, cái chữ đẹp đừng hỏi luôn. Đó. Rồi. Sinh năm mấy chú? 66. Hả? Ghi luôn, sinh năm. Chú ghi chữ sinh năm luôn đi. Sinh. Sinh. Đó, sinh. Biết rồi, chú mà cổ vẫn còn giấu tại năm. Rồi. Đúng. Nên 66 rồi. Chú nhập ngũ năm mấy? Chú này là đi bộ đội 85 hả? À. Đi bộ đội Campuchia mà chứ. Bộ đội Campuchia nên mới bị ảnh hưởng. À, rồi. Đơn vị bộ đội. Đơn vị cái? Đơn vị mà bộ đội mình đi bộ đội đó. Không hỏi anh đi bộ đội ở đâu. Ngon lắm rồi. Viết luôn đẹp, viết chữ đẹp luôn. Chú mà anh viết chữ đẹp của tôi. Rồi. Rồi, ở đâu chú? Rồi trinh sát, đơn vị trinh sát. Rồi ở đâu? Campuchia. Chú ghi chữ Campuchia vô coi. Chiến trường Campuchia. Nhớ cái phiên hiệu đơn vị không? Dễ thấy. Còn viết chữ. Đánh là giữ chứ. Viết lẹ đánh là giữ chứ. Ồ. Ký tên cái chú. Ừ, ký tên hả? Ký tên của chú á, xong viết họ tên. Ok chưa? Ngon chưa? Ký tên rồi. Ở trên rồi viết họ tên. Không ký á, đó là chú viết chữ ký á, chữ ký á. Cái chữ ký của chú á, cái đó rồi, rồi. Ký là ký sao? Ký rồi, ký tên. Chữ ký á. Chữ mới không á. Ngoẹt như con chú bò vậy nè, ngược. Chữ mới không á. Ồ. Trời ơi, chữ ký này là chữ ký của sếp nè. Sếp này. Phải không? Phải chữ ký của sếp không? Hả? Ngày xưa là chắc là chú phải làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đồ trưởng gì không? Sếp không? Ngày xưa có chỉ huy ai không? Không có chỉ huy á? Để làm lính của họ thôi hả? Hả? Tại ông quên chứ ông trung đoàn trưởng. Dạ. Trung đoàn trưởng ha? Hay trung đội? Trung đội trưởng. Dạ. Trung đội trưởng, trung đội. Trung đội là cũng còn... Quản lý cũng được ngờ, mười mấy người trở lên rồi. Cấp bậc gì? Cấp bậc gì? Chú ghi sau này cho con cấp bậc gì? Đúng rồi. Để cho chú cháu nhớ coi. Cấp bậc gì? Thượng sĩ. Nói chính xác luôn, vậy là từ từ nhé. Không, mình viết chữ chị là ráy lắm rồi. Wow. Con ngã đàng hoàng luôn nha.
Ủa ngày xưa là chú Minh là học đến lớp mấy? Lớp 7 ha. Dạ. Lớp 7 mà ngày xưa thì nó tương đương với lớp 10 bây giờ gì á. Ngày xưa học đúng rồi đó. Lớp 7 lớp 10 mà lớp 10 là bằng cấp 3 là tốt nghiệp cấp 3 đó. Thì như vậy, em nhớ là mấy người hả? Ừ, vậy hả? Rồi, ngon lành đó. Hả? Không biết tay đâu đúng. Viết kiểu là chim bay phường múa giống mày giỡn đâu đó. Chữ này là chữ chim bay phường múa này giống mày giỡn đâu nè. Có dạ. Nói chú viết, tập viết chữ cho đẹp đẹp, chú uống mốt có bồ, viết thư gửi cho bồ. Qua chúng em, chú cần muốn có cái điện thoại thì bấm để nghe xem YouTube rồi chứ không? Biết xài cái điện thoại mà có YouTube không? Không biết hả? À. Muốn nghe là coi Dũng hôm nay nó đi đâu nè. Rồi bấm lên coi nó vậy đó. Con không xuống thăm chú được mà chú coi rồi chú nhớ. Đợi nhớ ha. Muốn không? Đây chưa có mạng. Đây cái điện thoại đó chứ có bắt mạng. Nhưng mà bắt mạng vẫn được chứ. Đây ba bốn giờ. Cái này hồi yếu nè, này qua vô đi. Cái này mới gặp mấy tháng này mới gặp mấy ngày nay ha. Không, bữa tháng trước. Được con, không được con. Rồi được rồi chú, rồi cảm ơn chú. Nè. À, về tháng này mà lại trên Sài Gòn đồ ngập á. Nè, ngồi chơi tí là chú. À. À đây, rồi bây giờ chú đứng về chú tưới mấy cái lan cho dùng con có thử là chú tưới như thế nào đó nè, mời cho anh Hải với chị ba, chị hai chị xem nè. Đó. Đứng đi lẹ. Đi ngon rồi. Đó. Đây là Dỡ lên. Đấy, dùng cố tình mua lan với mua cái này để cho chú làm vậy đó. Đó, làm vậy đó. Cứng rồi. Lên lá nha. Làm với tay nó mới có vận động á. Nó làm ngay. Nhưng bình thường có chú có tự giác làm không chú men? Có hả? Nói lại nói chung cũng biết sao người ta còn sức khỏe người ta chưa còn cột. Ta lười lắm á, thực sự là vậy nha. Mà mình phải có cái động lực là mình, đó là mình cái này thì đó. À bữa con nói với chơi cô nhiều mấy chú em á, có đưa chú men vô trong nhà ăn cơm chưa? Chưa hả? Dạ bữa thì bằng dịch với cháu á. Dạ. Kêu vô. Hằng ngày làm cái này mới nè chưa? À mới làm cái này xong ha. Ừ. Dạ, hằng ngày chú đưa vô chú vô nhà ngồi ăn cơm cho. Dạ dặn chú á tới bữa cơm. Ừ. Kêu. Ừ. Ở trong nhà kêu là ở đây đi với bộ vô ăn cơm. Nhưng mà để ý ổng nha. Chưa. Phải tập từ. Phải dẫn vô không bao nhiêu lâu nhưng đúng. Mà phải thường ai nào cũng phải dẫn thì đó. Đó. Chú phải đổi tay này nữa không? Đổi tay bữa dành chú từ đổi tay để gì vận động cho tay này tay kia cho nó được khỏe hết. Đó. Có nói là làm cái này rồi chú Dũng thích không? Làm đặng đi vô. Chú tư gì chú thích không? À. Cái gì? Chú hỏi chú tư gì chú có thích không? À tư vậy có thích không? Chú đi ra đây có hoa không mẹ? À đây rồi, được rồi. Coi hoa ngoài đây rồi bây giờ chú đi ra ngoài này đi ha. Coi qua gì, coi nhận xét nó qua gì không? Đứng đó chỉ được á. Không, cái ra mà. Sao bữa hộp phóng xanh còn chú này đây ha anh? Phóng xanh chỗ này. Chỗ này. Bữa phóng xanh. Cái cầu đây nè. Anh bữa ra còn bóc nữa mà. Đó, bữa đưa chú ra chú. Mà bữa nay thấy đi còn nhưng mà ừ. Chú ra chú tướng bông à, bông gì ta ra coi bông gì nè, bông đẹp rằng mua bông đẹp cho chú à. Đi lẹ liền ha. Không? Chú không chú mang vết vô. Không đi lẹ coi đi trong cũng được. Tại vì chỗ này nó cũng làm gì cũng sạch rồi. Bông gì? Đây giờ chú coi là chú họ xem này nè. Này anh Hải mua bông này, bên Hải anh biết tên bông gì á, chú xem này bông gì. Nè chú nhìn nè, nó bông gì mà có gai? Hả? Bông mùng cúc à. Không phải bông cúc. Nó gần cái bông gì mà thể hiện tình yêu á. Bông gì mà có gai nè. Hả? Bông gì mà có. Ở đây không có đó. Ở đây không có, phải thấy không? Đúng rồi, ở đây. Ở đây luôn không thấy hả? Không có, chắc chưa biết. Bông hồng quá chú. Bông hồng. Bông hồng. À, chú đã nghe tên bông hồng chưa? Nghe rồi ha. Mày lâu chú quên hả? Ừ. Đó, đây bông hồng. Giới thiệu bông này đi. Dũng. Đó là Dũng còn không biết. Đâu có biết chứ, bông này là bông kim đồng. Dạ, bông kim đồng. Kim đồng. Dạ. Trong tại vì ở nhà mình đây là rập quá. Thiếu nắng. Thiếu nắng thì cái cây này nó hợp với bông kim.
À, cho nên là nó hợp được mới trồng mới tốt. Nhà mát nó chịu. Mát nó chịu. Nắng nó chịu cho nên mình về này, nó nhìn thấy là cái gì nó phải kêu anh Hải anh mua cái bông nó. Né, anh leo vừa bẻ mấy trái xuống uống à. Hả? À. Leo đi, ủa? Để chú Minh anh leo cho mà coi. Chú từ từ về cái coi chú Minh. Đó, ui xuống hả? Đó. Đó. Rồi, ngon lành. Khung ngon nữa à, đây khỏe gì bây giờ. Rồi được rồi chú, bây giờ sao ta? Bây giờ khung luôn, đứng khung khỏe nhiều lắm rồi, nhiều lắm. Rồi, chúc mừng, rất là chúc mừng. Giờ chúc mừng chú sao nữa mà tới bữa cơm kêu chú mới anh ơi ăn cơm. Anh ơi ra ăn cơm. Con không kêu á, nhỏ kêu cái là đây là ông đi vô. Chú biết, chú biết coi đồng hồ mà. Ví dụ như là tặng cho chú cái đồng hồ rồi chú biết coi đồng hồ không? Biết coi giờ không? Bây giờ con tặng cho chú cái đồng hồ. Chú đeo chú biết giờ không? Biết ha. Ví dụ như chú nhìn đây là mấy giờ? 3 giờ. Mấy? 3 giờ. 3 giờ đúng không? Không phải. Không phải cái này coi khó. Cái này có số nè. Cái này có số nè. Bây giờ nè, quẹo bây giờ nè. Ví dụ, chú coi là 3 giờ. Mấy? 3 giờ. Không, cái ở giữa đây mà sao 3 được. Cái kim ngắn mà. Nhiều khi ảnh nhìn không có rõ. Cái kim ngắn nè, anh thấy không? Cái kim ngắn này, cái kim dài này, cái kim dơ gió nè. Phải không? Thì cái này nằm giữa là mấy giờ? Ờ, à, rồi cái này mà nằm xuống số 20 là 10 mấy giờ? Là nhiêu? Này là 12 giờ, nó đúng rồi nè. Rồi cái này 20 nữa là nhiêu? Đâu quá là 12 giờ 20. Ờ cái này là 12 mà, còn cái này là xuống đây 20 mà. Nhưng mà ví dụ con cho đọc chú cái đồng hồ điện tử, đồng hồ điện tử. Nhưng điện tử ví dụ như chú nhìn đây là chú biết là mấy giờ không? Đây. Đó. Mấy giờ? Con số trên đây nè, số trên đây nè. 12 giờ mấy? 12 giờ 20. Ờ à, đúng rồi đó. Vậy là đồng hồ điện tử là chú biết nó... biết giờ. Mắt à. Mờ đúng không? Mắt mờ đúng không? Mắt mờ. Lắp giậm đây đi. Chứ không phải là không biết. Mắt mờ. Mắt chú cũng mờ. Chứ không phải là không biết giờ. Rồi. Vậy thôi. Chú vô nghỉ đi chú. Này, đây là chú cầm vô chú treo trong đây, chú vô nghỉ đi. Kẻ này đi lẹ ha. Chờ. Khá bắp. Rồi. Con làm. Alo. Đây ngồi. Dạ đúng rồi. À, có nhiều ở chú Men nè. Chú em. Chú mấy em cái hai cái cây này thì chú trồng vô trong bồn dùng con ha. Hai cây hai đầu đi, hai bên đi. Dạ. Còn cái hoa đó. Hoa này là chú trồng, hoa này là hoa leo. Hoa hồng nhưng mà hoa hồng leo. Nó leo lên trên đây được nè. Dạ. À, chú trồng hướng nào đó cho con mà để mà cho nó lên cái này được. Vậy là nó bám vô cây. Cái... Nó leo vàng lên. Leo vàng. À, chú trồng cho con hai mé hai đầu hai bên đi. Mé đây một cái. Rồi mé bên này một cái. Xong rồi mình nó bẻ hướng cho nó ra hướng đây, cho nó leo theo cái cột này leo lên. Rồi bên kia bên này cũng vậy. Bên này là mình cho nó hướng đây rồi bắt hướng qua đây nó leo lên. Hai bên hai cái để cho nó leo vô giữa nó này đẹp hơn. Mà cái về cái quan niệm về cái phong thủy với tâm linh á thì cái cây gai này á nó giống như cái xương rồng vậy đó, để nó đuổi tà ma hay không? À, mình tránh ngay trước nhà. Đó. Vậy nữa, cái hoa hồng là con nghĩa là vậy. Đúng ha? Và hai bên. Cái này là chú bẻ nhá được nè. Chú bẻ nó con chú nó lên là chú lấy cái cành này chú dừng cái cây yêu qua này nè. Lấy cây lên đó cho nó đeo lên. Đúng rồi. Dừng qua kẻ bẻ hướng cho nó coi cho lên đây rồi nó phủ vô. À đẹp cực kỳ luôn, nhưng tại hôm nay con gấp quá nó nghĩ được. Thôi để. Rồi, chú trồng về cho con nhưng mà cố gắng chăm nó kẻo rồi nó chết ha. Cái hoa hồng này cũng dễ trồng dữ lắm. Hai này trồng hai góc. Hai bên gốc đây, hai mé này cho con. Rồi. Này giữa.
hai cái này thì sát bên luôn, okay. Sát bên luôn, mấy đây sát bên vô bên hoa hồng luôn nha. Đó, hai cái này trong cái chú, cái này á chú lấy cái kẽm á hoặc là dây, cái dây gì á chú bột bột xéo qua cho nó chạy chạy qua được hết á, nó từ bóng khi mà nó bám lên trên đây là xong rồi đó, nó bám lên trên trên này là cái bánh gì là gửi cho chú bánh á, rồi ha, bắp rồi hả, lấy cho chú một trái ăn coi, xong ý nó lấy bao cái chú mới ăn luôn. Rồi chị lấy chú ăn bắp không? À, có ha. Rồi. Cảm nói không? Chú cười cái coi răng cỏ bây giờ làm sao nè. Đó. Răng cỏ vậy đó ăn bắp được này chứ ăn xong cái rồi. Bây giờ ba cái thứ này á là chú ăn cái nào trước? Thích cái nào? Đó. Rồi. Đây lọ tiền vô trái. Ăn cái này xong uống cái bông nước biển nha, cho khỏe lắm nha. Cái nó cứng, cái nó mềm mềm. Gần hổm rụng thì tương lai tự nhổ mình đi cái. Ủa hả? Nãy giờ tay yếu rồi. Răng yếu à? Thì chú coi nhổ ra luôn à? À, răng chỗ nào đó chú nhanh lên coi. Bên đó hả? Tự à. trong khóe. Dạ. Tự động chú dịch ra luôn. Hay giờ chín mùi á. À. Mùi chín đầu cái cũng cao. Dạ. Chú mặn mặn mặn. Dạ. Rồi. Không, nhưng mà chắc hồi xưa lúc xưa chú mới ăn chắc ít nói luôn. Đây. Mời chú. Wow. Ăn thấy ngon chưa? Ăn thấy ngon ngọt sớt vậy. Chú biết cái này cái gì không? Không biết hả? À, không biết. Cái này là yến sao. Con yến á. Chị mở ra cho khui chú chút nữa chú rồi. Rồi, đây là chuông. Nha. Lát mình để trên bàn luôn cho chị. Lát nó luôn. Chú mà thường xuyên mà cái này vô là khỏe người lắm nè. Ngon, bắp ngon chú. Ngon hả? Thầy ăn ngon thì ngon, mình thấy thèm luôn rồi. Chú Hăng làm cháu nuốt nước miếng luôn á. Ủa kìa, cái miệng. Miệng ăn dễ xương nha, mum 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 mum. Đó, có ngon kia ông thèm quá rồi, ông cũng lấy ăn luôn nè. Đó. Thấy chú mới ăn. Chú ăn, tôi thấy tôi thèm quá. Ăn cái trái tôi ăn rồi. Không? Cười. Chọt miếng cây vui nhau không? Không có cạo được những cái đồng bào cái gần nào đâu, toàn lửa trái rồi không ai để không cái gì toàn cứ lửa trái không ai. Ngon không chú? Nghe đạ tai chứ. Yến nè. Ngọt không chú? Ngọt ha. Hỏi chú ăn bánh gì nữa không? Không, ăn bắp nữa không? Không. À, đủ rồi. Đủ rồi, vậy là quá tuyệt vời rồi. Cái bánh nhỏ ăn nha.
không có để đâu được nha anh. Để nhà anh lát nữa lọt cho anh ăn cái. Còn như cho nó. Bánh ú hả? Không, bánh ú rồi ăn, có thể để ngày mai được. Còn bánh máng lên ngày mai ăn được. Ngày mai ăn được, còn kia muốn gì. Còn cái bánh mà trong hộp tím tím á. Ủa cô ấy cô làm. Ủa cô nhiễm đó rồi. Dạ. Cắt cái đó lại, đừng có nhục. Cái này vài bữa nó cháu tới là chú pha nước trà mời cháu uống. Ha. Cười, pha nước trà cho đó uống hay lắm á, ngon lắm á. Cái ly này mà uống trà thôi. À, nào chú khỏe là chú cháu mình uống rượu, uống nguyên ly này mới đã nè. Chú uống hết không? Uống rượu chú uống hết được ly này không? Không hết hả? Thử coi chú còn cái mùi, còn nhớ cái mùi rượu không? Thích uống rượu không? Không thích hả? À, chú còn hút thuốc nhiều không? Còn hút ha? Ngày mấy gói? Không hết gói. Hút hạn chế lại đi chú. Tưởng nghe chú nói ngày 5 gói này chắc hết hồn luôn. Nãy giờ ngồi nói chuyện chú đâu có hút nào đâu. Ờ, dạ. Không, vô đây nói chú không hút rồi chú không hút. À, vô đặc biệt có khách vô là. Dạ. Rồi, bây giờ mình vô chơi thăm chú rồi về. À chú mấy em. Chú vô đây con gửi cái tiền cho chú mấy em. Là tiền tiền công một ngày làm cái bồn hoa với gạch đá xi măng gì đó là hết là 750. Cháu gửi chú 800.000. Anh cái này ra bao cho cháu sẽ dừa trộn lại đẩy không quay lại trộn dưới đất cho đựng chai rồi cảm ơn chú nha. Dạ rồi mai mốt cháu xuống, mai mốt là ít là không phải là ngày mai ngày mốt đó, tức là cái từ mai mốt là mấy hôm là cháu xuống có quà của cái cô kia gửi nữa, mà cô trí trơn bên Mỹ gửi đồ về cho chú mình. Mai mốt cháu xuống nha chú nha, bây giờ cháu về xuống đưa quà, thì hôm nay cháu đi đột xuất không có mang theo. Bây giờ đây cũng đến thăm chú. Giờ anh chị em cũng đến thăm chú. Giờ thấy chú khỏe thì cũng đều rất là đáng mừng. Thì giờ trước khi về chú xin chú cái chào quân đội cái. Đứng chào quân đội cái. Đứng chào tụi con đi về. Chào. Rồi quá đẹp. Rồi. Cao hơn Xuân Dũng luôn. Cũng cao hơn Xuân Dũng luôn. Ngày xưa lính trinh sát mà cao ấy ngang rồi mới đi là ông nhiều ngào ấy mà sao đưa ông vô bên đó chết thành cái lúc cũng biết đánh cái trận nào mà nói chung Nguyễn Văn cái nhân cái miệng không hả con cái vết đây thì coi như cái miệng nó sợ hết sợ vận động đây út. Còn mặt mày thì coi như thuốc lúc hồi về là nó xanh hết đơn, nhâm xanh. Nói chung á, nói với chú mấy em nghe là chú mấy anh á đi Campuchia vào năm đó đi về tới ngày này về là còn quý lắm. Không còn, đúng là không còn gì. Ngộ chứ ông đi luôn, không có thơ từ gì gia đình gì. Coi như mình ở nhà trong ngóng không biết người sao mà ông gửi thơ gì cũng báo tin gì đó. Đi đến cái lệnh mà tổng quốc quân về nước là mới về luôn. Hồi đi ông nói chung còn thiệt thà nó khờ. Thôi tạm biệt chú ha, bye bye. Đó. Bye rồi chào 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 mà vậy rồi bye bye rồi, chú rồi dạ giữ gìn sức khỏe nha chú, mấy hôm cháu xuống chơi dạ chào chú mấy em luôn, lúc nào có việc về con ghé thăm chú nha nha chú, mưa anh nha. Rồi đi tới nằm luôn nghỉ. Chẳng biết hết rồi, cười tươi. Thì biết hết mà. Biết hết rồi, thứ nhất mà hai ông lên mẹ rồi. Ông lên rồi, bây giờ ông đi rồi ông lên lắm.
Chiêu ngoài kia nó đi là Bình Thuận. Dạ. Yeah. Ngồi xuống là ông đưa ông ngồi xuống đâu cần dịnh đâu. Ông ngồi xuống luôn, bữa đâu phải dịnh rồi. Dạ. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Anh quan sát kỹ dữ ha. Đó anh theo dõi mà coi được chi tiết. Dạ. Mình coi mình phải lướt qua. Dạ. Yeah. Đây, căn nhà bếp và căn nhà của cô Nhiệm. Cô Nhiệm nấu cơm á cô Nhiệm? Có mời cơm con ăn không? Mời cơm. Hả? Mời cơm ăn cơm. Nay có cô Nhiệm ăn gì nè? Hôm nay mời xin mọi người hãy chúng ta hãy vào bếp nha. Mời bếp coi bữa cơm của cô Nhiệm ha. Dỡ nồi lên đi. Wow, cái gì đây? Wow, bí mật. Có người dính theo không? Wow, ngon dữ. Oh, cá ngừ kho thịt heo với khóm. Rồi, món gì nữa không cô Nhiệm? Chiên. Sáng ăn không có món rau gì trơn hả? Luộc rau muống. Sáng dạ. Rau muống cái cô xào á. Dạ. Làm ăn. Dạ. Mập. Ta uống nước dừa. Dạ, dạ. Đấy, công việc ở nhà chú làm gì nè? Đang dỗ. Hai vợ chồng làm gì đây? Nuôi mấy con? À, ngoài. Không mà điểm vô đi. Nãy hai cái gì dứa nè. Dừa dứa thơm lắm. Qua đây chị hai. Dừa dứa chưa không có. Dừa chim bình thường. Rồi, cảm ơn chị. Ngồi. Ngồi ghế hả? Ngay chứ. Đủ rồi. Ăn lấy cái gì? Mập mẹ quá. Vậy chứ ở nhà lá. À cái này nhà lá mà bữa kiểu quay cái xót gì tưởng đâu này là cái ngói mà âm dương á. À. Đúng không? À. Bữa nó có ngói âm dương. Cũng cắt của bà. À, thì cũng nửa đêm luôn. Lần thứ ba là coi như chém bởi bức cái quả dài này nhưng mà nó không đến đổi mình nặng thì coi như lần thứ ba là bà bay luôn sợ quá. À. Bà khóc với bà già bà nói giờ má ơi giờ con không thể nào không bị dính giống như Thiên Liên Cái đó à, sống ảnh thì ảnh giết con chết bất cứ lần giờ nào thì coi như mình phải chấp nhận thôi chứ ép bà cúi bà chết thì sao rồi giờ chỉ còn không anh còn bà có chồng khác có con khác rồi bà đi vậy là bỏ nhóc nhỏ lại đây luôn à bà già luôn. Ba mới đem theo rồi. Cái đó ba đem theo là để chết rồi. Đâu. Nhiều vì hồi xưa bà già không cho đem. Sinh nhỏ cái bắt đầu cái bắt bệnh. Bệnh cái bằng liên miên bà già nói mà chạy chữa cho bà là hết tiền luôn. Thì coi như bản thân bà bệnh quá đời rồi đâu có chăm sóc con cái được. Bà già mới nuôi. Tưởng như chỉ như mà chỉ mạnh khỏe mà đi ra thì chỉ bỏ con thì cũng hơi bị tội. Mà chỉ có bệnh cũng nhân ta biết nhẹ. Nghe nói có chồng khác thì cái năm đó thì nghe sanh được đứa con trai. Dạ. Yeah. Không biết năm nay không biết có thêm đứa nào nữa mình không biết bị không biết thì bắt có chồng ở đâu. Chứ còn quê bả thì coi như xã Trần Đại Thạnh giáp với Trần Hào. Thì biết chỉ biết vậy chứ còn chồng bả thì sau này không biết. Ủa sao khi ở trên bệnh viện kêu mình rước về nhà. Bà hỏi anh, bà lấy điện thoại bà. Không, lúc đó bà mạnh rồi. Không. Chú Mỹ Anh á. Lúc mà trên nhà thương Biên Hòa về á. Về kêu như chậm đầu á. Vì sao? Không là bây giờ vì sao mà người ta kêu mình đưa về? Cũng dân ơi. Coi như là quá cái thời hạn của người ta điều trị cho mình rồi. Bắt đầu nó trả. Không có tắm rửa, không chịu. À, ăn cơm này kia nọ ở nhà tắm không dưới, rồi ban ngày chỗ bệnh viện người ta có mấy cái thằng mà bệnh là đứa trong khỏe mạnh nó bắt ra vệ sinh ví dụ quét rác lượm lá cây gì đặng người phơi nắng thì vận động cho khỏe mà ông ta là coi như không làm vậy kêu gia đình cả vậy ông ta là coi như không có làm coi như ở trong phòng vậy đó thương mấy chú mấy cô đi học hả chú rồi xong về nhà là biết phát bệnh cô mấy chú đi cô chú hết con nhà thì coi như ở trên kia gì coi như khỏe được nửa năm thì coi như nửa năm là từ về gia đình tới 6 tháng
thì coi bệnh viện cấp thuốc uống kìm 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 thì anh đợi. Thế chú nói nè. Dạ sao cái bắt đầu cái trở chứng không chịu uống nước. Cho, ấy, đưa ấy, coi cho con đó. Tiền thành uống nước nè. Trở lại nặng hơn. Cảm ơn chú Dũng ơi. Nè nè. Còn hiện bây giờ thì coi như hàng tháng đi vô trạm thì nhận thuốc nó cấp đủ là một tháng là uống kìm kìm cái thần kinh động thì coi như hàng ngày tới bữa ăn mình cho ăn cơm mình không đầu mình đưa cho uống hai viên thì uống bình thường nó thành anh đỡ. Anh hồi đó về mà thay vì anh uống thuốc thường nha là chắc có lẽ cũng đỡ má cho nhiêu là uống dục hết. Dạ. Chứ có mình đưa khi nào mình đem cơm mình ra uống quả má đưa có liền dục má mày đưa có liền cho ông bệnh mà. Bà già hồi đó bà già còn đi nổi bà đem cơm đem đồ ăn đó là coi thấy bà trời ôi với bà dạy kêu bằng là khém chết mấy lần ngộ xong thấy bà ghét ngộ đời mà mỗi cô nhiệm là con nghe lời đó ra ra là kêu là ăn cơm là ăn uống thuốc là uống còn má đưa là dục vậy không biết kỳ cục vậy nên giờ này á bà già kìa bà đem mặc đầu á nhiều khi em ra mà vách cũng nhõng nhẽo bà lén bà để đó góc đầu mà bà đi cho thiệt lẹ chứ còn hả thấy là với bà chạy nhõng mình đó nha mình thấy mình biết nó làm như mình cưng không thả được vô nhưng mà khi mà chứ hồi đó mình nhốt lại thì đâu có để cái dù đó xảy ra sau khi mà đó đã về về đây đã mới xích lại quên nữa có cái phản á là coi như là đầu tiên nữa là coi như con gà ấp nó vợ chồng thì còn sống chung mà nuôi để ấp bầy gà đừng có gà mà rồi bẻ cổ con gà chết tươi luôn à, rồi bắt đầu có con chó coi như là thả ổng bắt đầu ổng đi từ đây mà xuống với bà già là coi như cũng xa lắm chạy lóc theo lưng thì ổng đi đâu nó đi đó mà lúc với vợ thôi rồi dễ thương á sau bữa đó rồi bắt đầu lên cân đỡ chứng cái quay lại cái dòm thấy nó sau lưng cái ổng hốt vô ổng đập ngay gốc dừa chết mà cái tiệm của thằng bán ngoài lộ ngay cua à ngay cua đó hồi đó có gốc dừa yeah. Đập cho chết ông dục trại đó không có mấy điều chứng vậy đó. Nó giống như cái báo nó báo trước cái gì đó đó đúng rồi mọi người thấy đồng bát ở gần ổng là nhiều khi lên cơn ổng giết luôn rồi chứ sao nữa thì vợ ổng cắt cổ chứ may chưa ấy đâu vợ còn bóp mắt bóp rồi còn cắt rồi chém nữa vợ hỏi chứ vậy sao ta chém ổng sao vậy nữa thôi là phải cái đó lên là coi như đâu có biết cái gì đâu mà tao làm là vô ý thức thôi vậy chứ từ cái câu chuyện cách đây 20 năm về trước mà bây giờ quá trình thời gian vậy mà bây giờ là thấy anh chị thấy không thấy thay đổi nhiều thay đổi nhiều hiện giờ mình thấy mừng mừng dạ nó nhẹ cho gia đình cái khâu chăm sóc cho gia đình nhưng mà cái vấn đề ở đây ở chợ ở đây là phải tập vận động này kia tại vì lớn tuổi thì kháng nó yếu xuống rồi mà mình cứ ít vận động quá mới mốt cơ rụng cứng hết còn lúc đó mà cái tuổi càng già ảnh ngồi mình lại càng khổ hơn nữa đó cái đâm ra là cố gắng chú Dũng mua cho kêu nằm để mà cho nó thoáng cái lưng mà kêu cũng cực kỳ mình chỉ chung nằm vô thuốc nằm vậy khi nằm co cái tay á cái mình ra mình kéo nó cứ ngắt à cái mình mới nói nếu anh nằm vậy nè rồi nó cái tay nó co rồi nó nghe sau này không ai mà đút cơm cho anh ăn nha anh nằm trở qua trở lại rồi mình nói cho nghe khi ra thì cũng trở ôm bên cái gái nha còn khi trứng là không có làm khi cũng trứng khi cũng nghe lại trong khi mình thấy nó ngộ như chú với mấy chị em xuống vậy hỏi gì nói vui cười chứ người nhà nằm con nhầm bữa anh trở trứng chứ không coi như không có ăn cơm nữa trần thân nói cỡ nào nói chứ không ăn hôm qua chừng nào cũng ngồi ăn là ăn nhưng cô nói Dũng á vậy chứ có cái còn cảm nhẹp mình nào không phải mà ngon cái con mới nói anh nằm đi anh đừng làm vậy nó mệt anh dữ lắm giờ em bắt cái quạt lên cho anh nha chứ nực dữ lắm anh làm sao mà mồ hôi ướt hết trơn à anh làm vậy trên ngồi làm chi vậy nằm xuống đi cái bắt đầu nằm xuống ngồi vậy ngồi làm sao mà ra mồ hôi luôn ngỏng tới ngỏng luôn nó hoài vậy mình nói gì nói quặm cái môi còn dưới thêm nữa không ngừ ngứ không gì để làm thoải mái đi nó vậy có mùa không biết làm sao tụt quần cái mình ra mình thấy nói mình thấy mình giò mũ sao lạ kỳ vậy ta mới tắm cái bộ đồ mà rộng rộng đem cho Dũng tụt quần vậy
cái này mình không dám nháy nha. Mình đi ra mình thấy rồi, mình đi ra mình lít lít dần ra cửa nói anh hai sao anh lấy cái quần kia chi vậy, cái đập đập kéo lên. Ông nội bữa nay ông làm gì ta? Cái mình không dám đứng đó, mình đi ra ngoài này mình nói anh hai sao cái quần anh kéo như chi vậy, đập đập đập. Cũng khi chứng nha chứ không phải mà nói gì giận bà này đem cơm hay chăm sóc, nhưng mà thấy vậy chứ mình phải cảnh giác. Chứ đâu có biết cái chuyện lúc nào mới xảy ra. Khi mà em thấy lạ là động ra ra ngoài kêu chứ không đứng đó. Nhưng mà kêu biết sao anh thấy đến chuyện này nè, trước đó, là chú Lộc ôi chú mới anh chưa có ý thức được cái gì hết. Thậm chí là làm gì biết đập cái tay này rồi biết viết chữ như bây giờ. Không biết gì luôn. Nói, thì bây giờ thì có thay đổi nhiều lắm rồi thì từ từ. Mấy lớp 4 lớp 4. Đôi khi ông biết mà ông nói khách sự mắc cỡ gì. Nói lên. Khôn lắm rồi đó. Lớp 4 cái thời đó nó có chất lượng. Dạ. Học trường làng vậy chứ mà không có chất lượng. Dạ. Ngộ mà tình hình á. Cô ra cô lắm đồ mốt bắt tình hình á là ông dòm á. Bắt lên cái là động bữa tắt đi. Con ấy để bắt coi đi em dọn dẹp chút chứ tắt làm chi. Là không thích hình. Tao không thích có hình. Bị hại lại hỏi chú có coi chứ. Tivi không có. Tại nói vậy hả? Tại nói vậy đó. Hả? Biết. Biết. Nè ba cái gậy đuối Đại Dũng hỏi nó ông nói có sợ gậy. Vậy là tất nhiên là biết hết nhưng mà cái gì mà cần phản ứng là phản ứng gì bà thấy không? Đúng không? Cần phản ứng là phản ứng đúng không? Không sợ gậy chứ không có lìa lìa vậy. Ông mà đang nhát đó, ông có vậy chứ không nhát đó. Cái khi mà nói không ăn hay cái này kia nọ nhát Dũng là ngồi vậy cứ dòm vậy nè. Dũng có tới đâu. Biết sợ. Nhưng mà có cái vậy là ấy. Mấy hôm cũng nghe cô nói cái gì cứ đưa cứ chụp cái hình Dũng Trần Dân luôn. Y như lúc nào y như rằng là có thằng Dũng đứng kế bên chứng tâm đúng không? Thì nhát á. Tại vì hồn người nào á người sợ người đó thì phải chụp người đó chứ không bao giờ chụp người khác.